Ngày 10 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm tặng quà người có công, cán bộ, đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, thương binh nặng, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hưng Yên, huyện Ân Thi, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh, công nhân, người lao động tại một số công ty trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà hai gia đình người có công, cán bộ đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trên địa bàn thành phố Hưng Yên, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, trao tặng quà và gần 5,8 tấn gạo cho các hộ nghèo thành phố Hưng Yên, 52 tấn gạo cho các hộ nghèo huyện Ân Thi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn hai huyện, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng, đồng thời đến thăm tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh. Trong không khí hân hoan, đầm ấm, chuẩn bị chào đón mùa xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ân cần thăm hỏi động viên và chúc các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc an vui đầm ấm. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân nói chung và gia đình chính sách người cao tuổi, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nói riêng. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tuyên truyền vận động người thân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hăng say lao động sản xuất, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã tới thăm tặng quà người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn May Thiên Sơn, huyện Phù Cử và công ty cổ phần Tiên Hưng. Đại diện hai công ty báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, mỗi đơn vị tạo việc làm cho gần 4.000 lao động với thu nhập trung bình 12 triệu đồng một lao động một tháng và tích cực tham gia đóng góp vào ngân sách nhà nước. Các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tổng cộng 150 suất quà cho công nhân lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp. Đồng chí mong muốn năm 2023, các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín, thương hiệu trên thị trường, bảo đảm an toàn phòng chống dịch để phát triển sản xuất, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, lấy người lao động làm trung tâm để phát triển, cần xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã tới thăm chúc Tết và trao nhà đại đoàn kết, tặng quà và chăn ấm cho người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ.